của bên ban tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Quá phong phú luôn, quá hấp dẫn luôn. Chụp hình lên hình rất là đẹp. Ok đó, cảm nhận là cái hương vị của tuổi thơ đó. Bên chị năm nay đã cải tiến là có thêm cái chương trình là trình diễn cái bánh xèo khổng lồ 3 mét trực tiếp tại đây để trình diễn cho bà con và cũng như là thưởng thức tại chỗ. Sáng giờ cô đi tham quan thì đã ăn được bánh dân gian đây. Cô ăn tất cả các loại bánh rồi đó. Cô tham gia hơn 8 kỳ lễ hội rồi, cô tham gia thi nữa. Nhóm cô là được 5 cái huy chương vàng với 5 huy chương bạc với 4 cái dòng bánh này. Cái chất lượng nó như cái bánh lớn nhưng mà quê cô Bến Tre, thành ra bánh của cô đặc trưng là nước cốt dừa. Mà cô sử dụng nước cốt dừa tươi thì nó béo, nó ngọt, nó thơm. Đây là thành phẩm nè, đây là bột, đây là bên đây đang nắng bột. Là nắng ở trên một chiếc lá. Đó giờ là đi chấm thi nhưng mà là hôm nay là có cơ hội bánh dân gian thì mình phải đi thi. Cái này là bánh bò đường thốt nốt. Đây bánh ít gân. Bánh này là bánh lá em. Bánh lá. Bánh này bánh lá mà người ta làm cái dạng khác như làm con sùng vậy á. Bỏ ta nắng đó. Nhưng mà cái này em thấy cái màu bánh lá này rất là khác với màu khác. Bánh lá gì? Bánh lá nhưng lá dứa. Không, mình nắng thì mình nắng bằng cái lá thôi, nhưng mà cái màu này là tạo màu là làm bằng lá dứa. Bánh này bánh truyền thống mà. Đó chào mà. Cái là mới. Đúng rồi. Đây bánh da lợn. Cái này bánh ướt, bánh cuốn ngọt á, nên đậu xanh ở trong dừa với đậu xanh. Cái này bánh khoai mì nướng. Đây bánh bò cũng bình thường. Đây bánh này bánh trần nhân đậu xanh luôn, ở trong có nhân đậu xanh mà nó có 3 màu. Đúng rồi, 3 màu. Cái màu lá cẩm phải là màu trắng tự nhiên, cái màu đó là cũng lá dứa luôn nè. Cái này cũng gia công em nhận. Ở trong này có nhân đậu xanh mình chế biến tạo mẫu ra hình trái cây cái này cái kia gì đó. Cái này cũng 5.000, cũng khoảng 20.000 chứ. Thực ra mình sang từng mình sáng lượng đó, nên chứng rõ ràng là tôi được trở ban tổ chức, rồi tổ chức đưa máu, các đơn vị phải chuẩn bị, các đơn vị hộp của nhỏ phải mất dậy. Em hỏi là cái quầy của mình là quầy bánh gì chị? À, bếp nhà Vi bạn. Ở đây mình bán là món gì? Bánh xèo, bánh khọt, bánh cống. À, thường thì nó sẽ có thịt, đậu, khoai cao, tôm, rau sống em, nước mắm. Chị ở Bình Thủy, ở đây luôn. Cái này là cái nghề này nhà mình làm lâu chưa chị? Cũng không, bình thường là không có làm này, tại vì ai đặt thì mình mới ấy thôi à. Với lại bán ở đây thôi chứ bình thường là bán quán cơm. Một phần như vậy bao nhiêu tiền? À một bánh thì là 30. Thì như cũng không khó gì mấy đâu, như mình thay bột, mình pha bột theo tỷ lệ của nó rồi chiên thôi à. Ăn giòn xốp. Do là bột của mình như thế nào nữa, pha bột nữa. Bột xe nhà chứ không có mua bột chợ. Chị là của bên ban tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 năm 2024. Bên chị năm nay đã cải tiến là có thêm cái chương trình là trình diễn cái bánh xèo khổng lồ 3 mét. Và lò và thợ sẽ đổ trực tiếp tại đây để trình diễn cho bà con và cũng như là thưởng thức tại chỗ. Thì cái lò bánh xèo ở bên phía khu vực đó, và đồng thời là cũng có bố trí một cái tiểu cảnh để mà bà con của nghệ nhân, các cô chú nghệ nhân sẽ trình diễn tại đó và có thể thưởng thức tại đó luôn. Trình thời trang là của nhà thiết kế Minh Công, là sẽ từ những ý tưởng là những cái món bánh dân gian làm nên một cái bộ thời trang rất là hấp dẫn và đặc sắc. Thì cũng như có một cái khu trình diễn là những cái tác phẩm mà của bạn ấy đã trình diễn và sẽ trưng bày cho bà con xem. Là suốt lễ hội là đều có các cái chương trình. Ví dụ như là sẽ phân khu ra thì bên đó có cái chương trình tổng thể cho bà con đến để theo dõi. Mỗi một cái chương trình chính sẽ có điều hết. Còn cái trình diễn của nhà thiết kế thì sẽ là cái bộ sưu tập trình diễn tại đó. Rồi cũng có cái khung giờ mà bạn thiết kế Minh Công sẽ biểu diễn tại chỗ. Cô chỉ làm bán thôi, dự thi là ngày mai sẽ có dự thi món khác. Ngày mai mình dự thi món gì vậy? Bánh bò, bánh da lợn bò, bánh bò da lợn. Chút xíu nữa là nó lộn rồi đó, bánh bò da lợn của quận Ô Môn. Của quận Ô Môn. Cô cái này con thấy mình đổ cái vỏ rất là mỏng. Rất là mỏng, nếu mà mình làm không, mình trộn nước không được thì bánh nó sẽ rời rạc. Còn mình trộn ướt quá nó sẽ dính bệt. Coi như là mình cũng phải có chút xíu kinh nghiệm về cái bánh này. Nó như nó khô quá nó sẽ rời rạc, còn nó dừa thì nó sẽ dính như vậy. Còn nó nhão quá nó sẽ bệt lại. Nó bệt lại như một khối bột nó sẽ không ngon. Bánh này là mình làm bao nhiêu năm rồi cô? Cô học của một người chị người dân tộc. Cho em vài miếng lá đi. Thành ra từ chỗ đó cô cứ làm mỗi đợt bánh này thì cô sẽ trưng dụng đem ra. Nhưng mà mấy năm nay thì chỉ đi của bánh người dân tộc cô làm thôi. Còn nhưng mà năm nay là lần đầu tiên của Ô Môn cô đem bánh này xuống trưng bày. Yeah. Có, cô làm cho những cái cũng như sự kiện. Ai đặt cái gì cô làm đó, tụi cô là hợp tác xã bánh dân gian của phường Trường Lạc. Coi như là chị em trong đó là chị em, tất cả chị em mình xúm lại rồi những cái món gì mà khách hàng đặt, nếu mà mình yêu cầu mình có khả năng trong đó thì mình sẽ nhận mình làm. Cái này bỏ đường thêm cái gì ạ? Sáng giờ cô đi tham quan thì đã ăn được bún cá, bánh dân gian. Đây, cô ạ, tất cả các loại bánh rồi đó. Ừ. 1,2 kg, 180.000. Hồi trước cũng có năm đi có năm không. Mình mà tại vì chị cũng ngại chỗ đông người lắm, bữa nay bị rủ ghê. À, chị hả? Quê chị Vĩnh Long nhưng mà chị về Cần Thơ 20 mấy năm rồi. Dạ. Như thành người Cần Thơ rồi đó. Dạ. Mình đi về mình cảm nhận cái không khí ở đây như thế nào chị? Sáng nay là ngày khai mạc hả? Dạ. Thì chắc là cảm nhận là nó cũng chưa có đông lắm. Chị nghĩ là chiều nay sẽ đông lắm nè. Tại giờ mọi người ở các tỉnh lên đó là nó còn sẽ đông hơn bây giờ. Dạ. Quá phong phú luôn, quá hấp dẫn luôn. Dạ. Chụp hình lên hình rất là đẹp. Dạ. Đồ ăn như thế nào chị, có hợp khẩu vị không? Có giống như cái vị hồi xưa mình ăn không? Nãy giờ mới thử phải không? Mới ok đó, cảm nhận được bánh giò lợn, bánh chuối, bánh ếch trần, đúng rồi. Là nó ngon, đúng rồi. Cảm nhận là cái hương vị của tuổi thơ đó. Cô tên là Đặng Thị Mai Loan, cô là nghệ nhân của cái làng bánh Ăn Phú, Ăn Khánh, Châu Thành, Bến Tre. Làng bánh của quê cô là làm mấy cái bé con đó. Làm những cái bánh nhỏ xíu vậy thôi? Bánh tét, bánh ít, bánh ú, bánh dừa với nem bưởi, nem chai, vỏ bưởi. Nhưng mà làm bánh nhỏ thôi? Đúng rồi. Sở trường của nhóm quê cô là làm bánh bé để bán cho du lịch, để cho trẻ con chơi. Chủ yếu là bán cho phục vụ cho công nhân viên chức, học sinh ăn buổi sáng. Cô chắc cô tham gia hơn 8 kỳ lễ hội rồi. Cô tham gia thi nữa. Nhóm cô là được 5 cái huy chương vàng với 5 huy chương bạc với 4 cái dòng bánh này. Cái chất lượng nó như cái bánh lớn nhưng mà quê cô Bến Tre, thành ra bánh của cô đặc trưng là nước cốt dừa. Mà cô sử dụng nước cốt dừa tươi thì nó béo, nó ngọt, nó thơm chứ nó không có mùi dầu như những cái nơi khác. Cái bánh nhỏ là nó cực hơn bánh lớn không? Cái công gói nó cực, mà mình dạy người nghề nó cũng khó nữa, là làm thì nó không nhiều tiền mà nó tặng mặn, cái người gói người ta không thích. Ở quê cô là người trẻ họ chỉ thích gói ăn sản phẩm cái bánh to thôi. Đó rồi. Hồi xưa thì nó chỉ làm một cái size nhỏ xíu ngón út thôi, bây giờ cô làm thêm cái size ngón cái, size ngón chân cái nữa. Là cái nào cô? Là 3 size, là cái này nè. Dạ. Cái bánh này là hồi xưa giờ. Bây giờ tới cô thì cô làm thêm cái bánh màu xanh này với thêm cái bánh màu trắng. Ở trong một bánh dừa thì đây nè, đặc trưng của chỗ cô á là bánh tét, bánh ít, bánh ú, bánh dừa. Dạ. Mà hoàn toàn là cái nào nó cũng có nước cốt dừa. Của nước cốt dừa hết á. dừa. Mà dừa của Bến Tre thì nó béo, nó thơm. Ok. Cô là Trương Thị Triều, nghệ nhân bánh dân gian cô chính. Cô tham gia cái lễ hội này lâu chưa? Cô tham gia năm 2013. Cái nghề này là đời thứ ba, tại vì hồi bà ngoại làm ở Sóc Trăng, rồi tới bà nội làm, mà hồi đó là bà nội cái nghề bánh này mà hoạt động kháng chiến nè, bà ở trên nội thành, bà làm bánh, bà gánh đi các đồn bót để lấy thông tin đưa về cứ là đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là bánh con đuông, nó nghe gọi là bánh con sùng cũng là nó. Cái này giống như con đuông dừa vậy đó. Ngày xưa thì mình chỉ xây bột mình làm màu trắng thôi, nhưng bây giờ những cây hoa lá, màu sắc của trái cây nó đẹp, thành thử cô đưa vô. Cái này là lá cẩm, rồi cái này là hoa đầu bếp, còn cái này là bột nguyên thủy của nó. Thành thử đó cô đưa làm lên là bây giờ, thay vì hồi xưa á, thì mình ăn bằng miệng, nhưng mà bây giờ á thì mình sẽ ăn bằng mắt, nó sẽ đẹp. Đây là cái nia bánh, cũng như một cái hoa nó đang nở nè, nó rất là đẹp. Gạo lúa mùa rồi cô tự ngâm, rồi tự xay, rồi lấy trùng lên rồi làm, rồi mình hấp lên hay sao? Làm như thế này xong rồi bắt đầu hấp nửa tiếng đồng hồ nó mới là chín lên. Cái này ăn với nước cốt dừa. Tôi tên Gò Phi Á, mình là người Chăm Châu Đốc An Giang. Lâu rồi, có 6-7 năm rồi, quá một năm rồi cũng đi thăm. Mình là chuyên về bánh gì cơ? Bánh mồi nướng. Bánh mồi nướng này là cái đặc sản của người Chăm. Người Chăm, đặc sản người Chăm. Với chân vàng luôn. Nè, bánh đó được với chân vàng đó. Bánh bông lan á. Cái này gạo mình ngâm, rồi mình xay ra, ngâm cho nó 12 tiếng đồng hồ, rồi mình xay ra, rồi cái bắt đầu cái xay ra cho bột nó sáng mời á. Mình xay bữa nay sáng mời mới làm, cho nó bột nó dậy rồi mới nó phì lên mà cái bánh nó đẹp, nó có rễ chèn. Nó làm công phu lắm, cái này nó nhiều, nó tới ngâm gạo tới mười mấy tiếng rồi. Rồi mình xay chiều nay, rồi ngày mai mới mình làm cho bột nó nở, rồi bột nó dậy, rồi mấy nướng bánh nó xốp bánh á. Nó ngon, bởi vì nó màu chín rồi, nó bằng đất, nó nhờ cái này bằng đất này nó không có bể nè, với nó không có nóng không, còn bằng sắt á thì nó nóng quá, nó khét cái bánh. Cái này mà nó ghiu mà than nhiều quá cũng không được, mình để lửa ghiu ở dưới. Mình bên đầu bếp thì từ món mặn cho tới bánh ngọt tráng miệng khai vị. Mình đang dự thi món bánh về tuổi thơ, bánh lá rau mơ, gọi là bánh lá mơ đó. Mình ở Hội đầu bếp thành phố Hồ Chí Minh, đó giờ là đi chấm thi, nhưng mà là hôm nay là có cơ hội bánh dân gian thì cái này là do công tác mình phải đi thi. Em đây là thành phẩm nè, đây là bột, đây bên đây đang nắng bột, nắng ở trên một chiếc lá. Chiếc lá này nè, lá này gọi là lá mít. Lá này lá mít, mình sẽ nắng ở trên đây, nắng ra mình hấp. Mình hấp xong rồi ra thành phẩm như vậy. Hấp vậy thì khoảng chừng 10 phút là bánh chín. Để nguội mình lột ra. Đây mình lột đi. Đây thành phẩm đây xong rồi nè. Nay mình lột ra nè, nguội rồi mình lột ra nè. Nó ra những sự gần như cái lá. Em mới gọi là bánh lá. lá, đúng rồi. Dạ, Hậu Giang. À, lần này là lần thứ 9 rồi. 11 lần nhưng mà chị tham gia lần thứ 9. À, đây là đặc trưng là bánh tằm bì ngọt, bánh tằm ngọt. Mà đến đây là bánh tằm bì, bánh tằm mặn. Còn ở đây là bánh bò đĩa tre, có bánh bò thốt nốt nữa em. Ở đây là ăn đổ chén, chà. Nó cũng chung với nhau nhưng mà chị làm hai mẫu khác nhau để dễ lựa chọn. Còn bánh lá mơ cũng rất là cực, tại vì mình làm mà xay lá dứa, tại này là màu bằng giống như là lá cây thôi, này là lá dứa, mình phải xay ra chứ không có bùa, không có phẩm màu trong đó.